Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa tổ chức lễ tổng kết chương trình mổ tim hở giai đoạn 2 2021-2023 do Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao. Đến dự buổi lễ có bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế, bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Hải Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo Trang, trưởng khoa gây mê hồi sức phẫu thuật tim, cùng các ekip khoa phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy, khoa lồng ngực mạch máu, nội tim mạch can thiệp gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tiếp nối những thành công trong chương trình mổ tim hở ở giai đoạn 1 2018-2020, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục triển khai kỹ thuật mổ tim hở giai đoạn 2 2021-2023. Kết quả bệnh viện đã thực hiện được 48 ca mổ tim điều trị về các bệnh lý, tim bẩm sinh, bắc cầu mạch vành và van tim, thay sửa van tim hai lá, thay van động mạch chủ, u nhảy nhĩ trái. Tỷ lệ thành công các ca mổ đạt 95,8%, không có trường hợp nào tử vong sau mổ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Hải Hữu Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chia sẻ, thời gian qua bệnh viện đã thực hiện hơn 100 trường hợp mổ tim hở, trong đó giai đoạn 2 thực hiện 48 ca, trung bình mỗi tuần mổ từ 1 đến 2 ca. Trong quá trình thực hiện, nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy và sự nỗ lực cố gắng của ekip phẫu thuật, ekip hội chẩn, các khoa cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cùng với cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị hiện đại đã góp phần cho đề án mổ tim hở giai đoạn 2 thành công tốt đẹp. Trong thời gian sắp tới thì không phải là chúng tôi kết thúc cái chương trình đợt chuyển giao đợt 2 này là chúng tôi sẽ kết thúc chương trình mổ tim hở. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát huy những cái kỹ thuật đã thực hiện tốt. Tất nhiên những cái trường hợp mà đánh giá là phẫu thuật khó thì chúng tôi vẫn có sự hỗ trợ từ phía ekip Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời trong thời gian tới thì đã trải qua chương cái việc bàn thảo với Bệnh viện Chợ Rẫy thì những kỹ thuật nào, những cái phương pháp mổ nào mà khó và chuyên sâu nâng cao hơn so với giai đoạn hiện tại thì chúng tôi cũng có một cái khung chương trình bao gồm những cái kỹ thuật nào mà chúng tôi được phép mời sự hợp tác của Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục chuyển giao và triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thực hiện thành công đề án mổ tim hở giai đoạn 2 2021-2023. Đồng thời tri ân sự hỗ trợ giúp đỡ và chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ được nhiều kỹ thuật mổ tim hở. Lãnh đạo Sở Y tế hy vọng trong thời gian tới, kỹ thuật mổ tim hở của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ được thực hiện nhiều hơn, đạt kết quả tốt hơn, giúp cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận lựa chọn Đồng Nai để mổ tim, không phải chuyển về điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giảm công sức và chi phí đi lại cho người bệnh.